Xin chào các anh chị. Tiếp tục chúng ta sẽ gặp nhau trong bài học này. Và bài học này là một cái bài học rất là đơn giản thôi. Tôi muốn các anh chị và các bạn luôn luôn chú trọng đến chất lượng và nâng cao cái trải nghiệm khách hàng. Ngày nay cái khái niệm trải nghiệm khách hàng gọi là Customer Experiment thì nó là một cái khái niệm rất là quan trọng trong lĩnh vực marketing. Đặc biệt là cái ngành hàng F&B là một cái ngành liên quan đến dịch vụ. Cái đồ uống nó có thể chết thế này thôi, nhưng cái dịch vụ mình chứa đựng trong đó rất là nhiều. Vì vậy tôi muốn các bạn chú trọng vào cái trải nghiệm khách hàng và cái dịch vụ khách hàng. Cái trải nghiệm ở đây nó bao gồm là từ cái không gian quán, từ cái màu sắc, từ cái bài trí, từ cái bàn ghế chúng ta làm, từ cái bức tranh chúng ta treo, từ cái âm nhạc chúng ta chơi cho họ, từ cái cô nhân viên mặc cái đồng phục như thế nào, trò chuyện với khách hàng như nào, từ cái món ăn, từ cái quà tặng cho họ, từ cái cách mình thanh toán, cách mình trả tiền lẻ, cách mình chào hỏi, cách mình dắt cái xe ra. Tất cả điều đó đều là cái chất lượng dịch vụ, đúng không ạ? Và sau đó thì nó sẽ nâng cao đến cái việc trải nghiệm khách hàng. Và một cái cửa hàng, một cái thương hiệu mà có trải nghiệm khách hàng tốt thì họ sẽ quay trở lại, họ sẽ tiếp tục sử dụng, đúng không ạ? Ví dụ như là món ăn rẻ lại ngon, đồ uống rẻ lại ngon, nhân viên phục vụ nhanh, thân thiện, chỗ cắm sạc, chỗ nghỉ ngơi, rồi chỗ làm việc đều rất thuận tiện. Đấy, một cái quán có thể mình sẽ thiết kế rất nhiều các phong cách bàn ghế. Chỗ thì bàn gỗ, chỗ thì bàn sắt, chỗ thì ghế ngồi êm để chúng ta có thể đáp ứng nhiều cái yêu cầu khách hàng. Đúng không? Thì để làm được điều đấy thì chúng ta cần liên tục cải thiện cái chất lượng. Và thứ hai nữa là chúng ta cần phải đáp ứng đầy đủ các quy trình đã đề ra. Và các quy trình này hàng ngày chúng ta cũng cần phải cân nhắc về chuyện là chúng ta có thể thay đổi hoặc là nâng cao hơn nữa về mặt tiêu chuẩn. Đấy, luôn luôn phục vụ và làm cho khách hàng hài lòng, lấy khách hàng làm trọng tâm, chú trọng đến sức khỏe của khách hàng, đúng không? Sức khỏe là cái sự thật chứ không phải là chúng ta cứ nói sức khỏe là sức khỏe. Chúng ta bán toàn đồ nguyên liệu hóa chất, nguồn gốc không rõ xuất xứ, đúng không ạ? Kém chất lượng, có những chất gây ra béo phì, gây ra ung thư, gây ra tiểu đường rất nhiều. Đấy, các yếu tố làm hài lòng mà dễ nhất có thể đấy là chào hỏi, phục vụ nhanh, dịch vụ tốt, quà tặng, đúng không ạ? Hay là các cái đồ snack, hay là những cái đồ uống mời, hay là những cái không gian sạch sẽ, âm nhạc tốt, hỗ trợ các yêu cầu khác của khách hàng một cách nhanh chóng và dễ chịu, đúng không ạ? Tạo ra một cái không gian tốt, có một cái chỗ check-in đẹp đẹp cho khách hàng chụp ảnh tự sướng, đúng không? Đấy, hệ thống đèn đóm âm nhạc tốt một chút. Dù khách hàng là uống một ly trà đá trả tiền với giá 5.000, 10.000, nhưng người ta cũng muốn nhận được những cái yêu cầu như thượng khách, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì người ta không bao giờ được nhận được cái dịch vụ thượng khách cả. Bây giờ bạn uống trà đá 5.000, 10.000 mà bạn phục vụ như uống sâm banh 1 triệu, 2 triệu thì rõ ràng là tôi nói về mặt lý thuyết thôi, mặt hình ảnh thôi. Chứ còn không bao giờ có chuyện là uống trà đá để phục vụ như uống sâm banh cả. Nhưng mà ví dụ như là cái người mà uống sâm banh ấy, thì người ta đã thưởng thức tất cả các cái trải nghiệm khách hàng trên từ 1 sao cho đến 5 sao, hoặc thậm chí từ 0 sao cho đến 5 sao rồi. Thế nhưng cái người uống trà đá thì người ta cả đời hiện nay người ta chỉ mới được thưởng thức cái mức 0 sao hoặc 1 sao thôi. Ý tôi là như vậy. Thì rõ ràng cái mức 5 sao là một cái gì đấy người ta chưa bao giờ biết đến. Thế thì mình phải cho họ kém cái trải nghiệm tốt nhất có thể. Đấy. Nha, chúng ta có thể thêm cho họ những cái thứ phù phiếm hoặc là những cái thứ miễn phí hoặc những cái thứ mà tăng giá trị như này. Một cái góc để check in đẹp. Đấy, wifi mạnh, đúng không ạ? Đánh giày miễn phí. Rồi thì sạc điện thoại, sạc pin, sạc laptop có ở mọi nơi đều rất là tốt, không bị đổ, không bị nước nó vào. Đấy. Thế rồi thì có thể là có những cuốn sách cho họ đọc, có những tạp chí cho họ xem. Rồi thì có những cái bộ phim, có những cái buổi offline, có những cái buổi trao đổi game show, hoặc là những cái event, những cái sự kiện nào đó thú vị một chút, đúng không? Lâu lâu chúng ta có thể tặng thêm bánh, thêm trái, thêm đồ uống. Rồi thì đến những cái dịp, ví dụ như là Noel thì chúng ta phải thiết kế cái vỏ của cái đồ uống đấy, là có cái không khí Noel. Hay chúng ta cũng ra những món dành riêng cho Noel, đúng không ạ? Ví dụ như hãng Starbucks Coffee, đúng không ạ? Vào mùa Noel thì họ làm cái vỏ đồ uống, hay còn gọi là cái ly đấy, là người ta làm ly màu đỏ đấy, thậm chí người ta trang trí hình cây thông,
những cái gì đấy để gợi nhớ về Noel. Hay là ở Mỹ thì nó có cái ngày gọi là ngày Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn. Thì người ta có thể tạo ra một cái chủ đề về Thanksgiving. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Các cái event chúng ta cũng có thể làm, thay đổi bao bì, thay đổi nhãn mác. Rồi thì Noel thì nhân viên mặc quần áo ông già Noel để phục vụ. Hay là các bạn nữ thì mặc gọi là cô gái Noel, đúng không? Ví dụ như thế cũng vui. Người ta chụp ảnh, người ta đưa lên mạng. Ôi rồi hay quá, cái quán này hay thế nhỉ. Hay là mình decor cái cửa hàng, nó có thiết kế những cái tuyết rơi, rồi thì tuần lộc đi, rồi cũng có tặng quà, ông già Noel cũng tặng quà cho khách hàng. Hoặc là trong cái quán của mình cũng nên có những cái mini game, những cái trò chơi nhỏ nhỏ, ví dụ như phi tiêu, phi trúng điểm 10 từ cái địa điểm này đến chỗ này, ví dụ mình cho khoảng 5m, 10m tùy cái độ khó phi trúng, thì là sẽ được tặng một cái món quà, có thể là một gói hướng dương, một gói hạt dẻ, hoặc là một cái gói snack, vui vui thôi, đúng không? Nhưng mà nó gắn kết khách hàng rất là tốt. Đấy. Hoặc là có những cái bộ đồ chơi như bài vở, hoặc là bói bài Tarot, hoặc là cờ vua, cờ tướng, cờ tỷ phú. Mua những cái đó về. Hoặc là có những cái đồ trang trí nhẹ nhẹ để cho họ xem, họ tham khảo. Rồi tổ chức cho người ta học tập. Bây giờ hiện nay sinh viên học nhóm trong các quán trà chanh, quán cà phê rất là nhiều. Nên tổ chức cho người ta những cái buổi như vậy. Tặng thêm đồ uống, giảm giá, mua một tặng một thêm vào những cái ngày vắng khách hoặc khung giờ vắng khách. Đúng không? Tất nhiên là tôi khuyên là không nên giảm giá nhiều, mà nên tặng quà, tặng đồ. Đấy, lắng nghe, quan sát và nâng cao hơn nữa cái trải nghiệm, cái dịch vụ cho khách hàng. Luôn luôn đổi mới chất lượng bằng cách là thêm menu, thêm món, thêm đồ uống. Đặc biệt là cái kỹ thuật để lấy tiền trong menu, thì tôi đã dạy các bạn là thiết kế menu này nọ rồi. Thì các bạn nên áp dụng cái cách của bọn Tây ấy, mà hiện nay là gì ạ? Nó sử dụng cái phương pháp gọi là size, tức là kích thước của cái đồ uống. Ví dụ như size S giá này, size M giá này, size L giá này. Đấy là một cái nghệ thuật rất hay để mình kiếm được thêm tiền. Và kết hợp với các chương trình khuyến mại liên quan đến combo, mua cái này tặng cái kia, hay là mua một set gì đấy 5 người, 10 người uống, thì mình cũng nên đưa ra, mình bắt chước những hãng như Starbucks Coffee hay Burger King hay là KFC, kiểu như vậy, để mình có thể học hỏi. Hoặc là Việt Nam thì học hỏi Highland hay là Phúc Long, đấy là những cái thương hiệu khá lớn các bạn có thể tham khảo. Tất nhiên họ kinh doanh cà phê chứ họ không phải kinh doanh trà chanh hay trà sữa, nhưng mà ý tôi nói là cái cách thiết kế menu hoặc là cái cách họ làm mình hoàn toàn có thể học hỏi được, để nâng cao được cái chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng. Cái giá thì có thể 1 sao, 2 sao, nhưng mà cái phục vụ có thể lên tới 3 sao, 4 sao thì mình mới thành công được. Chứ giá mà 3 sao, 4 sao mà phục vụ 1 sao, 2 sao thì sẽ không thành công được. Đúng không? Rồi, nếu các bạn thấy điều mà tôi vừa nói vừa đúng thì hãy áp dụng ngay vào trong công việc kinh doanh của mình. Và chắc chắn các bạn sẽ thu được những kết quả đáng ngạc nhiên, đáng khích lệ. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào, hẹn gặp lại các chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.